Ở video số 19 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chữ Hán N3 ở tuần số 3 ngày thứ 5 liên quan đến chủ đề là Copyki, đó là máy photocopy, và Rusban Denwa, đó là chế độ điện thoại đặt mà khi mà vắng nhà. Vậy, các chữ Hán liên quan đến chủ đề này là gì nhỉ? Đó là 8 chữ Hán của ngày hôm nay, và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các chữ Hán này nhé. Đầu tiên đó là chữ Lưu. Lưu trong nghĩa là bảo lưu, lưu tồn cái gì đó. Bộ đao ở bên tay phải, và có ruộng, có điền, chữ bộ điền để lưu giữ lại, để giữ lại mảnh đất đó. Thì đó là lưu, đọc là riu, riu hoặc là rư, tomeru hoặc tomaru. Lưu trong từ lưu học sinh, ryugaku. Ryugaku là chỉ du học, còn du học sinh sẽ là ryugakuse. Horiu là bảo lưu bảo tồn, horiu. Rusban, đó nghĩa là ý là chỉ sự trông nhà. Ở đây là con chó mang nghĩa là security, là Rusban là trông nhà thôi đúng không ạ? Kakitome, đó là dạng gửi đảm bảo sự điền vào hoặc sự ghi vào. Thì kakitome này chúng ta đã học ở phần mà Mina rồi, đó là dạng hình thức mà gửi đảm bảo. Tomaru, ga tomaru nghĩa là đóng lại, dừng lại hoặc lưu lại cái gì đó, tomaru. Và tự động từ của nó là tomeru, đóng lại hoặc là để tâm vào cái gì đó. Và để tâm vào cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng là kokoro tomeru. Và để tâm vào vấn đề gì sẽ dùng trợ từ nhi kokoro tomeru. Chữ tiếp theo là chữ bảo. Bảo trong nghĩa là bảo tồn. Bảo này thì chúng ta sẽ thấy có phần bộ miên ở trên, ở dưới là phần thốn đúng không ạ? Đọc là shu hoặc mamoru. Shu trong từ shubi là chữ trấn thủ. Bảo với bị đúng không ạ? Shubi. Mamoru là bảo vệ, mamorimasu. Đó, anh sẽ bảo vệ em, hoặc là công an sẽ bảo vệ chúng ta, đó là mamoru. Rusu là chỉ sự vắng nhà. Lưu với chữ bảo nghĩa là chỉ sự vắng nhà. Tiếp theo là chữ nồng. Nồng ở đây là thể hiện sự nồng nặc, đồng có nghĩa là sự đông đặc. Thì nồng chỉ nồng độ này thì sẽ có bộ thủy. Thủy và ở trên này giống như là cái từ khiêu cự, là từ bài hát đúng không ạ? Phần ở dưới là gần giống trong bộ chấn, chấn trong chấn động. Thì đó là chữ nồng. Đọc là no đối với oyomi. Kuyomi là khôi. Khôi là chỉ đậm, nồng hoặc là thẫm, hoặc là sẫm màu, hoặc là thể hiện sự thân thiết gần gũi. Khi đối với đồ ăn gia vị thì chúng ta dùng từ khôi là chỉ là hơi vị hơi đậm. Còn khi trang điểm thì dùng là trang điểm rất là khôi, có nghĩa là trang điểm rất là đậm. Còn khi với mối quan hệ thì cũng dùng là khôi để thể hiện sự thân thiết gần gũi. No độ là chỉ nồng độ. Nồng độ có thể từ loãng đến đậm đặc đó đúng không ạ? No độ. Tiếp theo là chữ bạc. Bạc ở đây nghĩa ngược lại với nồng. Bạc ở đây có nghĩa là lỏng, loãng. Haku, usui, usumeru hoặc usamaru. Ở phần trên thì chúng ta giống như bộ thảo, ở phần dưới cũng có chữ thủy đúng không ạ? Sen ở phần dưới này trong từ như kiểu từ chuyên tu, chuyên trong từ chuyên tu vậy. Thì đó sẽ là bạc. Usui, mảnh, mỏng và nhạt. Usui. Usumaru, usumaru là nhạt đi, thưa bớt hoặc là nhạt nhòa. Usumaru, ga usumaru. Động từ tiếp theo là tự động từ là o usumeru, làm cho nó nhạt bớt đi hoặc là thưa bớt đi. Usumeru là tự hay tha nhỉ? Tha động từ, đúng rồi, tự động từ của usumeru là usumaru. Tiếp theo là chữ bộ. Bộ này chỉ bộ là bộ ban ngành đó đúng không ạ? Bộ này thì chúng ta thấy có bộ phụ. Đúng không ạ? Gần giống bộ phụ nhưng ở bên tay phải. Tiếp theo là lập và khẩu, lập khẩu đó. Bư bừng đó là bộ phận, bư bừng. Gakubu đó là bộ khoa học, chỉ sự khoa học. Gakubu. Bucho đó là trưởng phòng, trưởng ban, bucho. Heya chỉ phòng ốc, heya. Buka là chỉ cấp dưới. Bư hình đó là chỉ các bộ phận, các linh kiện để làm ra sản phẩm, bư hình. Tiếp theo là chữ số. Số ở đây thì chúng ta thấy có bộ mễ ở trên, nữ. Sau đó thì gần giống với cái phần chữ mai đúng không ạ? Đọc là sư hoặc kazu hoặc kazoeru. Suji đó là số, chữ số đó, suji. Kazu là chỉ số chung, bao nhiêu số đó, kazu. Sugaku là số học, toán học, sugaku. Suryo là số lượng, chỉ số lượng. Tiếp theo là chữ kiện. Kiện này trong chỉ là sự kiện. Kiện này có bộ nhân và bộ ngư đúng không ạ? Kiện đọc là ken. Kenme là đề tài, tiêu đề. Kenme. Jiken đó là sự kiện.
sự việc hoặc là đương sự. Kinh, yoking đó là việc gì đó, một cái việc bận gì đó, hay có nhờ có do cái việc này thì tôi liên lạc với anh chị ở cái yoken này chẳng hạn đó. Thì khi cái từ yoken này dùng hay dùng khi mà liên lạc hoặc nói email. Tiếp theo là chữ tái. Chữ tái ở đây chỉ là tái, là tái lại, đúng không ạ? Tái thiết đó, từ sai đọc là sạ, tái là sạ đọc là sạ. Chữ tái này đọc là sai sai, đúng không ạ? Tái lại, tái thiết. Tái từ tái nhập quốc là sai như cô cự, sai như cô cự. Nghĩa là ví dụ như bạn đi từ Nhật, bạn sang Nhật đúng không ạ? Sau đó bạn về Việt Nam và để được sai như cô cự thì bạn phải làm những thủ tục, những visa gì đó, thì đấy được gọi là sai như cô cự. Sai xê là tái sinh, nghĩa là sự dừng lại hoặc là sự sống lại, sự dùng lại, sống lại. Sai xê. Sai dayaru, dayaru là việc gọi điện thoại đúng không ạ? Thì sai dayaru nghĩa là gọi lại. Sarashu, tuần sau nữa. Sai cây là gặp lại. Tái, chữ tái và chữ hội, gặp lại. Sai cây. Sai cây để khi được nó tanoshimi stemas, nghĩa là tôi rất là mong chờ, háo hức đến ngày mà chúng ta có thể gặp lại nhau. Thì khi ấy cũng dùng với sai cây này. Sai độ là lần sau hoặc thêm lần nữa. Sai độ. Sai cùng đó là tái hôn, tái giá, nghĩa là kết hôn là thêm lần nữa. Sai cùng. Và như vậy hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu 8 chữ Hán. Đó là chữ gì nhỉ? Chữ lưu, chữ bảo, chữ nồng, chữ bạc, bộ, số, kiện và chữ tái. Hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi qua video này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn các chữ Hán này, ghi nhớ một cách dễ dàng các từ đi kèm với các chữ Hán đó. Và để có thể ghi nhớ một cách tốt hơn nữa thì các bạn đừng quên làm thêm bài tập trong sách Somatome Kanji N3 nhé. Nếu có vấn đề gì không hiểu thì hãy liên hệ với Học tiếng Nhật Cosmos để chúng ta cùng nhau trao đổi, giải đáp và để có thể ghi nhớ nội dung học một cách tốt hơn. Còn đến đây thì video hướng dẫn học chữ Hán của Học tiếng Nhật Cosmos, video số 19 của Học tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。